Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê Thì đây là cái miếng lúa OE18 mình hè thu 2023 rồi bà con Thì bữa nay nó được 18 ngày hay bà con Thì cái miếng lúa này thì mình Cái cử phân đầu tiên là mình Giải 10kg cộng với humic hay bà con Thì cho đến cái thời điểm này nè bà con thấy nè, nè. nó nó nở chồi mấy cái chỗ thưa là bà con thấy là nó đẻ chồi rất là dữ nè. nè một cây nè bà con thấy là nó đẻ như thế này ha bà con mình cộng humid với ghê không trong cái cử đầu thì mình không có quán db luôn ha thì đến nay 18 ngày tức là mình bón cái lúc mà 10 ngày thì bây giờ đến cái thời điểm 18 ngày thì bà con thấy là cái màu nó đã xanh Bắt đầu nó muốn chuyển lại cái màu hết phân Thì trong cái video này thì mình xin Chia sẻ một cách bón phân đợt 2 làm sao cho nó hiệu quả Ở cái thời điểm nào nha bà con Thì mình thấy là trong cái cử bón phân 2 Thì sau khi mình bón cái đợt 1 là từ 7 đến 8 ngày thì khi đó mà cây lúa nó vừa miết phân một cái bà con để ý là trong cái cái vụ hè thu này bà con thấy là khi mình gãi xuống thì đến 5 đêm 4 hoặc 5 đêm thì bắt đầu cây lúa nó mới đầu mới chuyển cái màu xanh rồi sau khi nó chuyển cái màu xanh thì đến 6 7 đêm hoặc là 8 đêm thì nó miết xanh một cái thì bà con thấy là miết xanh một cái là khoảng 7 ngày thì bắt đầu qua ngày thứ 8, thứ 9 là bắt đầu cây lúa nó sẽ chuyển lại cái màu vàng. Thì mình tranh thủ cái thời gian mà cây lúa nó vừa miết xanh á thì bà con sẽ bón thúc cái đợt hai liền. À, để không á nếu không mà bà con mà để cho nó hết phân 8 đến 10 ngày, ví dụ như bà con bón 10 ngày mà để đến 20 ngày tức là cái giai đoạn nó khoảng cách nó là 10 ngày thì bà con thấy là cái lúa nó sẽ chuyển cái màu vàng lại và khi nó chuyển cái màu vàng lại thì bà con gãi vô khoảng 4 3 đến 4 5 4 ngày thì cây lúa nó bắt đầu mới chuyển xanh trở lại. Thì nó ăn chưa kịp thì coi như là nó bắt đầu nó nó muốn hết phân nữa bà con. Thì trong cái cử bón đợt 1 thì bà con thấy là à, cái phân bón đợt 1 là đặc biệt là bón ghê không thì nó thường nó sẽ rất là mau hết. À, cho nên là trong vòng một tuần lễ bà con tối thiểu là một tuần lễ hoặc 8 ngày thôi ha, thì bà con sẽ bón tiếp cái đợt thứ hai, à, bón đợt thứ hai để làm gì? để cho cây lúa nó không cái chuyển cái màu vàng lại thì bà con thúc vô luôn, thì nó đang có cái đà cái chớn đó, thì bà con cứ thúc vô luôn thì bắt đầu cái lúa nó phát triển luôn, và khi đó thì cái cây lúa sau này của mình nó mới bự cây được ha bà con. còn bà con mà để vàng lại thì nó ngưng để tròi bây giờ ví dụ như bà con thấy là à, cái chòi này nè nó đang nè, cái chòi này nó đang nó mới đẻ ra nè thì à, mình sẽ bón thúc cái đợt hai là để cho nó không có sựng lại thì để cho cái chòi này nó sẽ phát triển lên luôn nè nó phát triển để cho nó bự bằng cái cây mẹ luôn ha bà con còn bà con mà để lại thì à, nó thúc cái chòi này nó không nổi cái vàng lại thì khi đó mình bón phân vô thì chủ yếu nó nuôi nó nuôi cây cây mẹ này nè cái thời gian nó nuôi cây mẹ mà cây mẹ nó lớn quá thì nó che mất mấy cái chòi con này nè thì làm cho cái chòi con này nó không thể lớn lên được cái bằng cây mẹ thì bà con thấy là một cái điều lưu ý mình ha mình cứ thúc mà mình thấy dừa miết xanh là qua ngày hôm sau mình sẽ tiến hành bón phân đợt hai liền để cho cây lúa nó không có sừng lại tại vì theo cái quy tắc là hai xanh hai vàng tức là từ nhỏ cho đến cái giai đoạn đón đồng bà con có thể là để cho nó xanh suốt một cái quá trình đó rồi cái thứ hai nữa bà con bón sớm như thế này nè 18 đến 20 ngày trở lại thì sau này cây lúa của mình nó thúc đủ cái tròi này mình không gãy trễ gãy trễ thì nó sẽ làm cho cái tròi nó đẻ nữa nó đẻ nữa thì sau này nó không phát triển kịp bằng mẹ nó thì nó nó sành thành cái tròi vô hiệu và thành cái trò vô hiệu như vậy thì làm cho cái lá trưng cái lá ủ của mình nó nhiều tức là cái cái gốc thì nó dày dày đặc hết ha bà con nhưng mà đến khi mà cái cái ngọn thì nó lại thưa là lý do là như vậy cho nên là mình bón cái giai đoạn sớm này thì nó đẻ tròi tức là mình gãi phân đợt một là để cho nó đẻ tròi ra sau đó là mình bón phân đợt hai là mình để nuôi cho cái chòi nó nó trưởng thành thành cái chòi cái trồi hữu hiệu ha bà con tức là chồi mà sau này để mà nó nó cho bông còn bà con mà bón trễ quá thì nó trở thành cái cái chồi vô hiệu thì nó không có tác dụng cho bông thì chủ yếu là nó sẽ ăn cái phân của mình nhưng mà nó không có tạo được cái hiệu quả năng sức cho cây lúa của mình đó thì đôi điều chia sẻ cho bà con thì trong cái cử phân hai này thì mình sẽ cộng cái db với ok thôi bà con thì trong cái mùa hè thu nóng nắng, nắng nóng này thì mình cũng chưa có bón kali ở trong cái cửa 1 và cửa hai đến cái giai đoạn đón đồng thì mình có thể bón luôn đó là một số điều có lưu ý cho bà con ha mình bón phân hai là cái thời điểm từ 18 đến 20 ngày là để cho cây lúa nó có cái đà phát triển rồi nó sẽ phát triển tiếp để cho cái cây lúa nó bự con cái thứ hai nữa là mình bỏ từ cái giai đoạn 18 đến 20 ngày thì khoảng 40 ngày đối với cái giống OM UM 18 này thì mình mới bón phân đón đồng được thì bỏ trong cái giai đoạn dài vậy thì cái lúa đến cái giai đoạn đón đồng nó sẽ vàng chanh lại thì khi đó mình bón vô thì nó làm cho sau này nó sạch lá chân rồi nó cứng cây lưu ý một cái điều bà con là trong cái cử này thì mình bón xong thì có thể là mình bốn ba bốn ngày sau mình có thể uh, uh, xịt cái thuốc để phòng ngừa cái sâu đục thân nha bà con. Tại vì trong cái mùa hè thu nắng nóng này thì bà con thấy là cái cái sâu đục thân nó hoành hành rất là dữ. Đây, mình uh, uh, xin chia sẻ cái loại phân mình uh, mình bón cho bà con xem luôn ha. Đây, cái uh, phân mình bón thì uh, mình bón chỉ uh, có UG với DB thôi bà con UG. à. UG bảy kg rưỡi UG cộng với uh, 7,5 kg rưỡi DB tức là mình uh, sẽ bón uh, nửa này phân nửa này nửa kia ha tức là 10 uh, 15 kg cho 1.300 một công 1.300 mét vuông đó mà con ở đây mình mình tính 1.300 ha tại vì miền tây mình là một ngàn ba trăm mét vuông cho nên là mình sẽ bón cái lượng phân là nửa này nửa kia trong cái cử này thì cũng nói với bà con là không có cộng kali mình chưa có cộng kali gì cả nắng nóng như thế này mình cũng không cần thiết kali đâu Rồi chủ yếu để cho ug và db để cho cây lúa nó phát triển cái thân nó mập thôi bà con còn cái chuyện mà cứng cây thì mình sẽ có cái cách xử lý khác chứ không nhất thiết là phải kali ở trong cái cử này thì nó mới cứng cây được ha bà con đến cái cái giai đoạn mà đón đồng đó, thì mình sẽ bổ sung kali cho nó thì cái hè thu này thì mình cũng không có sử dụng cái phân chuyên dùng bà con mình uh, sử dụng phân đơn thôi để cho lúa nó phát triển tốt hơn một số những cái loại phân chuyên dùng thì nó không có phát hung làm cho lúa mình nó nắng nóng như thế này nó sẽ không phát triển thì uh, mình sẽ tăng cái uh, cái chi phí mình lên thôi thì bà con thấy là cái miếng lúa này là nó nó còn đang miếng xanh nè à. nó cũng muốn chuyển hay lại cái màu hồng hồng rồi bà con thì cấp này thì mình bón luôn bón phân vô luôn thì nó sẽ hai đêm sau rồi bà con thấy nó nó, nó xanh miết trở lại nữa ha thì đó là cái chia sẻ với bà con á, bà con nên đừng có để vàng ở trong cái cử từ cái cử phân thứ nhất đến cử phân thứ hai bà con đừng có để cho cái nó gián đoạn để cho cây lúa nó vàng hay bà con lưu ý cho bà con nhà mình cứ bón xong đi rồi nếu mà lúa mình có lỗ hang thì mình cứ giảm giá tiếp giảm giá sau cũng được không không cần bón phân nữa đâu rồi sau này nếu mà cái giai đoạn tới 25-30 ngày mà bà con thấy mà lúa mà nó không được bằng á, ví dụ như có chỗ khuyết, có chỗ cao thì bà con có thể dặm giá áo thêm ít đỉnh thôi. Còn nếu mình lúa mình không có thấp cao thì mình cứ để luôn đến cái giai đoạn đón đồng mà mình sửa sau luôn cũng được. Đó là những cái chia sẻ trong cái cử phân đoán đợi đợt hai trong cái vụ hè thu nắng nóng này thì xin chia sẻ bà con bà con thấy video hữu ích thì xin cho mình một like bà con bấm cái nút like ngón tay đó bà con bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để được theo dõi cập nhật những cái video mới nhất của mình khi mình đăng lên rồi vài ngày nữa khoảng 25 ngày thì mình sẽ phun thuốc ngừa bệnh ngừa sâu đục thân rồi ngắn lóng gì như thế nào đó bà con thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho bà con xem ha thì video cũng khá là dài kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở video sau